Ngày 7 tháng 1, Hội Chữ Thập Đỏ huyện cùng phối hợp với Câu lạc bộ Nhân ái huyện Tân Lạc tổ chức bàn giao, trao nhà, mái ấm nhân ái cho chị Bùi Thị Nhạn ở xóm Báy, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc. Chị Bùi Thị Nhạn sinh năm 1995 tại xóm Báy, xã Phú Cường. Từ khi sinh ra, chị đã không may mắn bị mù cả hai mắt. Éo le hơn, sau khi sinh mới được vài tháng tuổi, chị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chia sẻ khó khăn với hai mẹ con chị, Câu lạc bộ Nhân ái huyện Tân Lạc đã kêu gọi vận động các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ xây dựng tặng mẹ con chị ngôi nhà ấm áp. Kết quả, Câu lạc bộ Nhân ái huyện đã vận động được 35 triệu đồng từ hội viên và nhận được sự hỗ trợ từ Hội Người mù tỉnh Hòa Bình 10 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn khảo sát khởi công, từ nguồn hỗ trợ 45 triệu đồng cùng ngày công lao động giúp đỡ của gia đình, họ hàng, ngôi nhà mới trị giá trên 60 triệu đồng đã hoàn thành. Tại lễ bàn giao nhà mái ấm nhân ái, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã trao tặng gia đình một chiếc giường, Câu lạc bộ Nhân ái trao tặng bộ ga đệm, các thành viên câu lạc bộ trao tặng nhiều vật dụng gia đình